Sáng nay ngày 28 tháng 8, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kế hoạch số 145 của tỉnh ủy triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch của Đảng ủy khối về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy dự hội nghị. Trước khi đi vào nội dung chính của hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những điểm mới trong chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Chỉ thị số 35 năm 2024 đã bổ sung nhiều nội dung mới, mang tính toàn diện và sâu sắc hơn trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Chỉ thị nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng chuẩn bị văn kiện, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và của cán bộ. Chỉ thị số 35 cũng điều chỉnh, bổ sung một số mục về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Về thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Căn cứ vào chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 145 của tỉnh ủy Bạc Liêu về thực hiện chỉ thị số 35 và tình hình thực tế của Đảng bộ khối, Ban chấp hành Đảng bộ khối xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội các cấp, dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng trọng tâm phát triển. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Có tiêu chí cụ thể, không để bỏ sót những người thật sự có đức, có tài tham gia vào cấp ủy các cấp. Thời gian tiến hành đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 năm 2025, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Đại hội đại biểu đảng bộ khối không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2025.